Bây giờ Lộc sẽ thử cấp đề trước. Thợ nãy lắp con heo bị chật rồi, giờ tháo co dầu đi, lấy tăng lại mới được. Tháo lấy cái tăng máy một coi, không có cần tháo bét gì mà đo để mà lấy tăng á. Khỏi cần lấy đầu ly, giờ mình lấy là chuyên nghiệp rồi. Thì tháo một cái máy một này thôi. Lấy tăng, ngay máy một ha. Ừ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Cũng rất là lâu rồi mình mới đến cái gian hàng lọc máy cổ. Hôm nay thì mình sẽ quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là một cái động cơ Cummins đời cô Hạnh, trước đời cô Lụ nha các bạn. Cái Cummins này là cái 6BT 160 mã lực, dòng tua lên tới là 2500 tua. Đây, anh lọc máy cổ đẹp trai. Mọi người mà có cần quan tâm mua máy cổ, máy cũ, máy đời cô Hạnh, đời cô Lụ thì liên hệ cho Lộc ha. Số điện thoại mình sẽ để bên góc bên tay phải màn hình. Bây giờ thì mình sẽ review một vòng cho mọi người xem đây. Đây là cái máy này đời nào, đời cô Hạnh nha các bạn. Nước sơn này là nước sơn, biết cái đời này đời nào Lộc? Đời quân đội. Cái này là máy đời quân đội ha. Cái này là có sơn lót ở ngoài, là cái này không biết bao nhiêu năm. Heo thì là heo Tết nha các bạn. Đó. Chút nữa Lộc sẽ cho chạy thử nè. Cái này là cái tua nó là 2500. Cái này là Cummins Mỹ luôn hả Lộc? Cummins Mỹ nha, chứ không phải Cummins Trung Quốc à. Vậy hả? Cái này máy thủy hay là máy xe? Máy này máy xe. Này bùa, máy này dữ. Máy này chạy còn êm không Lộc? Chạy cũng còn được đó. Cốc đời này là đời nhà Thanh nha các bạn. Cốc đời này mới gắn vô phải không? Đời zin đó. Zin luôn hả? Dạ. Ủa con mắt nước nó gì mà dữ vậy Lộc, keo bọng gì quá trời vậy? Mắt nước á hư rồi mà đóng rồi nó không quan trọng. À. Còn cái này cái lược do lược nhớt nữa hả? Dạ. Bê tông này nhiêu Lộc? Một tấc lẻ hai anh. Bê tông tấc lẻ hai, dòng tua 2500 thì tính ra nó cũng dữ rồi chứ. Chút nữa Lộc sẽ cho chạy thử cái này. Ủa sao ông nội này có này trăm nhớt đây ha? Dạ. Cò nhịp chắc kêu đã dữ hả ta? Dạ. Nó kêu tiền. Đã vậy kêu tiền hả? Dạ. Cái máy này nhiêu năm rồi Lộc? Con máy này thì đến nay là cũng 30 năm rồi. 30 năm ha. Mỹ chính hãng ha. Năm 1930. 930. Năm 1933. Khoảng 1993 đến nay 2023 phải không ta? Ờ. 20 năm. 30 năm. Rồi. Rồi. Đời nào cũng dễ hết. Ừ. Ống này là cái ống này sẽ thay vậy ha. Đây cái mạc của máy đây các bạn. Đó. HP là 160 nè. Tua bên đây là 2500 nè, không bay màu bay mạc hết rồi. Đặc trưng của Cummins đó các bạn, mọi người biết rồi đó, nó gáy nghe phê lắm. Này gáy dữ không Lộc? Dạ gáy. Gáy như gà gáy không? Dạ. Bây giờ Lộc sẽ thử cốc đề trước. Bắn rồi. Trời ơi, đây nè. Đúng là đầu cô Hạnh, chính là cô Lụ các bạn ơi. Ôi, quá rồi, chạy máu á, lộn chạy nhớt rồi. Thôi rồi. Trời ơi, và bỏ biết bao nhiêu lâu vậy mà. Đề chạy luôn chạy. Chưa có dầu luôn mà đề thử. Dạ. Có nghĩa là anh Lộc anh gắn dây điện vô xong là chỉ đề thử coi. Má ơi, nó văng một cái nha. Kính thưa các loại nhớt nó đen kìa. Rồi bây giờ mở cái này đi, cái kiểu này là cái kiểu vượt tốc nè. Bình hồi nãy là không tắt nè. Giờ mở cái này ra bỏ. Ông ấy nó vượt tốc, lỡ có sự cố gì tôi mở coi dầu nè mới tắt nè. Không ấy là chết mà liền á. Chết chứ gì nữa, không chết. Anh Lộc nó xử lý rất là nhanh các bạn. Ấy là chật chưa hồi nãy mà nó còn không có. Không ấy luôn, không có hơn, không ha. Còn nhảy gì trời. Mới đợi một cái à. Rồi cho cái lượng anh lợi nè các bạn. Đây cho mọi người xem là cái lỗ mà nó xì hồi nãy á, là nãy á Lộc là tính đề thử cốc đề thôi. Mà không ngờ cái máy này nó quá nhạy các bạn. Bây giờ Lộc quy động đâu được cái đồng hồ cổ đem vô gắn ha, để không nó xì nữa. Cái này đề lên coi đã lắm các bạn ơi. Thấy cái màu là thấy khối rồi đó.
Ủa đề gì chút. Thôi phải anh ơi, tại vì nó dặn con ốc mua e ra lỏng le rồi tụng hơi để nó có sát. Quá, wow, mùi cổ không? Mùi chi tiết. Nãy hồi chăm nhớt vô thêm không Lập? Dạ chăm. Lấy cái thùng nắng lại giùm. Chích vô cho nó cỡ 1 lít nhớt, nãy nó xịt cho cỡ 1 lít gữ. Quá mạnh. Để cho mọi thứ đảm bảo an toàn tính mạng hàng xóm xung quanh thì anh Lộc máy cổ với lại chú kia cũng mới gia nhập vào đội ngũ của Lộc máy cổ, kiểm tra là hết tất cả các hệ thống đường co của anh đồ các bạn. Để trường hợp là nó vượt tốc. Máy bỏ lâu không chạy thì nó nguy hiểm. Và con chỗ này nhận rồi chưa? Một khi vượt tốc là ga mình bóp xuống thì nó không xuống mà nó chạy giống như là nó cứng đầu nó không nghe vậy. Cho nên là phải kiểm tra là hết. Chưa gì đẩy cái muốn khô nhớt ở trong máy vậy đó. Rồi giờ cẩu hơi lên cái rút miếng cây cho nó nằm dưới bọc đít luôn. Thì một lần nữa thì mọi người mà quan tâm máy cổ, máy cũ, máy mới mua của Lộc thì liên hệ cho Lộc ha. Số điện thoại mình để bên góc bên tay phải màn hình. Thì cái đó thì sơ ý. Chưa châm dầu. Nè. Rồi, rồi, gặp con chú. Rồi, để đi. Quá dữ đâu rồi, thấy chưa? Cái máy này còn hầm hố lắm nha, như một ban nhạc vậy. Hết rồi. Rồi, bắt đầu vô dầu. Sao thấy ổn không Lộc? Có vượt tốc, vượt tốc độ gì không? Được rồi, được rồi. Được ha. Thì chỉnh lại. Nó bị vượt thước heo rồi. Vượt thước heo ha. Dầu dư nó chả vậy cô. Đó, nếu mà kinh nghiệm sửa máy không có thì có thể là không biết được những cái căn bệnh mà cơ bản của mình. Mình máy đẹp kia không? Đẹp. Chơi mượn cái tay anh. Cái thao không? Lật lại. Lộc chơi là như ban nhạc vậy. Rồi bây giờ anh rút cái này ra giùm em nè. Anh học cái ống kia vô. Giờ đưa nước vô các bạn. Lên đó có điểm vô. Đây bây giờ thì ảnh đưa nước vô giải nhiệt máy để đề chạy lại nha, để không thôi nó nóng hồi là nó tới công chuyện nè. Chơi cái máy gửi xe bóp cò đưa vô. Đợi khi mà cái nước nó lên trào hèm ở trên này bắt đầu mới tiếp tục các bạn. Bây giờ nóng dữ hả Lộc cái máy? Dạ. Đúng rồi cái đồ. Bung nó ra đi. Bây giờ sẽ làm lại một phát. Thôi được rồi, cái máy chạy không im đâu. Tại thợ nãy lắp con heo bị chật rồi. Giờ tháo co dầu đi, lấy tăng lại mới được. Lấy tăng lại. Mở lấy cái chìa khóa 14 nè, mở cái lắp cò máy số 1 này lấy tăng lại. Wow. Ráp chặt heo rồi. Bốc khó bô nè. Trời. Máy chạy khò nè, máy này chỉ không xìu máy à. Các bạn thấy mọi người thấy chưa, kinh nghiệm của anh Lộc chỉ cần nghe cái hơi máy thôi. Sau khi đẹp ra vài phát là biết gắn chịch tăng heo. Giờ tháo cái lấy cái tăng máy 1 thôi, không có cần tháo bét gì mà đo để mà lấy tăng á. Khỏi cần lấy đầu ly vậy, giờ mình lấy là chuyên nghiệp rồi.
là tháo một cái máy một này thôi. Lấy tăng ngay máy một ha. Ừ. Đây mọi người cùng xem tiếp nha. Đây để muốn biết cái máy này chạy 1 4 3 6 2 5 hay là 1 5 2 6 2 4 thì bắt đầu mở ra nè. Rồi bắt đầu lấy cái cục đĩa 14 xay cho lên dầu đây cái đi. Vậy là canh ngay máy một là lụm hả Lộc? Em nhìn sơ qua là em biết máy dòng chạy mặt hay là chạy trái rồi. Mà đây nó ta luôn nha nè. À đóng trong cái ấy luôn ha. Dạ. Máy này chút xíu đổ hơi hay không là nhìn sẽ biết liền. Nè bốc có bô nè. Máy là con heo dầu lắc cùng bậy nè. Cái máy trên xe tải sáng về chạy hồi là nổ kết nước luôn. Vậy đó ha, nhổ két nước luôn. Đúng rồi. Máy này chạy yếu xìu à, nó đột dầu đột cái đen không à. À nó ra không đúng tông không đúng. Đúng rồi. Chơi chi lắm như hôm qua. Thì tỷ máy không có đi. Nè. Như dầu lắc hả? Cái này là thế nha các bạn. Bấm hai thì bấm. Thế này thì đi học thợ, thợ đâu có chỉ những cái thế này đâu, còn là cái móc. Đó. Rồi xong luôn. Thấy gì chưa? Cho. Sáng Lộc chưa ăn cơm hên đói bụng dũng về chân ha. Rồi ok, vô thế. Nè. Đó. Lăn trở ngược lại một cái. Trở ngược lại, anh trở ngược lại bánh đà cho em. Chịu, lấy đầu gói chịu vô cái kìm đó. Rồi anh lăn tiếp tục đi. Lăn xuôi phải không? Đúng rồi, lăn xong mới chạy. Nó dầu qua đó. Máy một là ổn rồi phải không? Dạ. Rồi tới lấy tăng lại máy ba hả? Tăng lại. Yeah. Ủa máy ba mà. Không có, máy này 5 6 5 4. 4 hả? Nè quay ngay đây người ta mới thấy. Đâu. Thấy chưa? Thấy chưa? Chưa. Rồi. Được rồi. Máy này là chạy 1 5 3 6 2 4. 1 5 3 6 2 4. À cái dòng của nó là vậy ha. Dạ. 1 5 3 6 2 4. Cái đó là điểm nổ ha. Đúng rồi. Còn máy 1 máy 6 song hành. Vậy là máy đầu máy cuối là song hành là đi một cùng lúc. Đúng rồi. Nổ cùng lúc. Nó có nổ song hành có nghĩa là bê tông lên nhưng mà nó không có chạy. À. Nhìn cái mặt anh Lộc giờ như con máy cáo này, luôn. Máy này là máy con heo chạy mặt. Quay cái mặt anh coi Lộc như con cáo luôn đó bạn. Đúng là thợ máy mà đỉnh là phải như vậy đó, phải là. Rồi. Để tăng xong hết chưa anh? Xong hết rồi, bắt đầu anh lăn cái máy chở ngược luôn nha. Chở ngược cho máy chạy. Quá wow, Lộc ơi. Dữ lắm rồi, hơn con cáo Lộc. Xem là những gì anh Lộc nói có chính xác không, mà nếu chính xác thì các bạn xem thì đó là tuổi trẻ, phải nói là đúng câu là tuổi trẻ tài cao á. Mọi người mà nếu mà xem chính xác thì nhớ bấm cho anh Lộc một like nha. Để là lời bình luận là anh Lộc sẽ chia sẻ. Rồi Ngân. Rồi, nhiều cái kinh nghiệm hay hơn nữa. Lấy cái chìa khóa 14 mở còi này ra cho em. Thợ máy có tâm nhất là đây các bạn. Mình đâu có cần tháo bét gì ra để mà canh tăng lại. Phải nói là thế tỷ cái máy người ta nghĩ địa người ta đâu có cho mình gới tay vô. Rồi anh lấy tục chích cho em dẹp lớn á. Đây là chỉnh thủ công luôn, không có cần ba cái đồ nghề kia hết, ba cái lá dèm kia hết Lộc. Khỏi anh ơi, mấy cung em đâu, tại vì yếu quá giờ mới xài mấy đó thôi. Giờ mình chơi thêm thôi cho em đi. Rồi bây giờ thì anh đang nhúng các bạn. Anh Lộc dám hứa một điều là uy tín là hồi nãy là cái tiếng máy là nó bị trục trặc. Rồi lăn lên tí cho em chút. Khi mà chút xíu là tiếng máy làm sao Lộc? Khác hơn tiếng máy nãy đúng không? Đúng rồi. Trong vắt luôn đúng không? Dạ. Trong không có hộp luôn các bạn. Nữa đi. Rồi trở lên qua đi.
Đây. Coi, nên nhìn anh Lộc như con mèo mái các bạn. Đây giờ Lộc lấy tăng nha các bạn. Đây nghe con. Dạ thôi đi. Lấy tăng. Lấy tháo cái lò xo của sức bắp ra luôn nè. Dưới đấy cái cặp cái này tháo lò xo sức bắp ra. Này là cái này là rất là khó ha, cái này là kinh nghiệm nè. Máy này là em nhìn biết con heo chạy mặt hay chạy trái liền? Heo chạy mặt hay chạy trái? Con heo này con heo chạy mặt. Chạy mặt ha. Anh giải thích thêm chút xíu về vấn đề đó được anh Lộc? Chạy mặt chạy trái là sao á? Là nhìn từ đầu con heo chạy vô là có chạy mặt hay chạy sáo? Chạy trái. Có nghĩa là nó lăn qua đây là chạy mặt, còn nó lăn ngược trái nhông là chạy trái. Có nhiều người nói mình sửa không biết sửa cung in, để em lấy cung in này về thử coi sửa được không? Giống như cái này là mình cho người ta biết là hôm nay luôn. Hôm nay là cho người ta biết là cung in anh Lộc anh có cung in ba cái cà tẹt đó là máy thứ dữ mà. Cà tẹt villa đó ha. Dạ đúng rồi. Mình kêu là cát đó ha. Đúng rồi. Cái này khó các bạn. Cái này không đưa coi được. Okay. Tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Lộc đang coi kiếm cái gì. Đôi khi cái nào công khai nhưng mà phải chừa lại chút bí kíp các bạn. Để khi... Nó phản à? Phản. Sau khi mà chỉnh cái phần đo kích thước đồ từ mm đồ ở trên này xuống lầu à, Lộc sẽ chuyển hướng xuống lại là lắc thức heo. Có kiếm gì này đi. Cái đĩa người ta đâu cho anh tháo ra từ lưa. Anh đâu tháo bét rồi anh đo chứ. Vậy là mình chỉ căng cái máy một thôi còn mấy kia khỏi hả? Khỏi. Wow, tuyệt chiêu. Ủa lắc heo này mình lắc làm sao Lộc? Lắc cái gì canh dầu hay sao? Đúng rồi. Rồi chiều cho mượn chiều phóng 12 luôn. Cái này cũng là một cái hay ha. Bây giờ mình cung in bắt trong đầu cũng phải có độ nữa đó, chứ không phải lấy thuốc lá rồi đúng đâu, cây cam người ta mòn là khác nhau. Chứ anh nào mà nói thuốc lá đồ là tịch em xin công nhận là nói sai á. Cho dù máy nghĩa địa luôn á, nhưng mà người ta lỡ chạy mòn cam là nó khác. Một. Giờ mình lắc ra hay lắc vô lọc? Ra. Anh lắc ra một đống luôn. Lắc ra gì một đống? Có nghĩa là ai ông nào cũng lắc trước á, để sát quá bây giờ phải lắc hơi nhiều quá. Lại hại. Hay thế ba. Đây sau khi một hồi chỉnh sửa các thứ các kiểu thì bây giờ thì ổn hả Lộc ha? Dạ. Đưa vô là chạy là ngọt ha. Dạ. Giờ vô cái móng ngựa các bạn. Cái này nó không vô. Rồi, quá dễ vậy ha. Quá dễ. Bây giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng các bạn. Mọi người cùng nghe cái tiếng máy lại ha. Nãy giờ thì ảnh đã chỉnh sửa rồi các thứ rồi ok hết rồi. Coi rồi có đúng. Rồi chưa? Rồi. Thank you.
tới công chuyện luôn. Bởi vì anh thử máy là phải thử như thế này để có bạn anh nẹt, anh bụng, anh xả, anh bụng xả. Nó mà nó có trục chặt thì trục chặt luôn để mà dễ xử lý. Còn mà test nương nương tới công chuyện thì khó sửa lắm ha. Tiếp tục nữa nha các bạn. Nãy giờ sự cố. Hơn nãy liền không? Kỹ sư lọc mà. Chơi dữ không? Dữ gần dữ luôn. Chơi xị khối lỗ tai rồi. Thank you.
thời cô Hạnh trước đây cô Lụ. Tự giọt khó lên ghe. Thank you.
Mình xin chấm dứt tại đây nha. Hẹn các bạn vào video rồi, tiếp theo. Rồi bỏ vô nghe đi. Rồi mọi người có cần quan tâm mua máy hay gì đó thì cái cục máy này giá khởi điểm là 20 triệu nha. Rồi, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.